Đến với câu số 1, một bộ lọc email sẽ phân loại các email hợp lệ ra khỏi các cái spam. Rồi, vậy thì cái từ free xuất hiện 20% trong các email spam, trong các cái thư spam, và 5% trong các cái thư hợp lệ, 15% thư là spam. Rồi, vậy thì mình sẽ vẽ cái sơ đồ ra ha. Thì chúng ta có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất nó là cái thư nó là spam. Trường hợp thứ hai là một cái thư hợp lệ. Thì tỷ lệ cái thư là một cái spam nó là 15%. Tỷ lệ một cái thư nó hợp lệ sẽ là 1 trừ đi 0,15 là 0,85. Rồi trong các cái thư spam thì từ free nó chiếm 20%. Đây. Free chiếm 20%. Ở trong các thư hợp lệ thì cái từ free chiếm 5%. Rồi câu 1. Tìm xác suất để một cái thư chứa từ free. Thì cái từ free đây thì xác suất để một thư chứa nó. Thì từ free này nó xuất hiện ở hai nhánh nè, nhánh spam và nhánh valid. Vậy thì mình chỉ việc là mình lấy 0,15. Rồi mình nhân cho 0,2 cộng với lại 0,85 nhân cho 0,05, mình lấy tích của từng nhánh rồi mình cộng lại với nhau. Đây, mình bấm máy. Này thì mình thu được đáp án là 0,0725. Câu số 2. Tìm xác suất để một cái thư là spam biết rằng nó chứa từ free ha. Vậy thì mình biết là nó chứa từ free này rồi. Tìm xác suất để nó là thư spam. Vậy thì nó chính là bằng mình lấy nhánh trên, tức là mình lấy 0,15 nhân với lại 0,2 rồi mình chia cho tổng của hai nhánh, tức là cái 0,0725 này ha. Rồi vậy thì mình bấm máy cái này. Rồi mình chia cho tổng hai nhánh. Rồi mình thu được đáp án là 0,4138 à. Câu số 3. Tìm xác suất để một cái thư nó là thư red spam này hoặc nó chứa từ free. Thì mình sẽ áp dụng công thức của xác suất cộng ha. Là bằng xác suất của thư red cộng với lại xác suất để nó chứa từ free. Rồi mình trừ đi cái phần nó giao nhau ha. Xác suất của spam và free. Rồi cái này nó bằng xác suất để một thư là thư red nó là bằng 0,15. Xác suất để một thư chứa từ free nó là 0,0725. Xác suất để nó là thư red và chứa từ free, tức là cái nhánh trên của mình ha. 0,15 nhân cho 0,2. Rồi mình bấm máy cái này ha. 0,15 cộng với lại 0,0725 trừ đi 0,15 nhân cho 0,2. Đây là đáp án của mình ha, 0,1925. Đây thì mình sẽ chọn các cái đáp án. Rồi vậy thì câu số 1 thì mình sẽ chọn đáp án đó là phương án A. Câu số 2 mình sẽ chọn phương án B. Và câu số 3 mình sẽ chọn phương án D.